như thế nào được gọi là giới hạn vô điều kiện và như thế nào thì không, và từ đó thì nó mới bắt đầu có thể giúp mình có cái phương pháp để mà có thể phát triển. Thực ra có rất nhiều cách để chúng ta phát triển cái việc chúng ta gieo hạt một cách vô điều kiện, thì nó liên quan đến việc là chúng ta phải hiểu về trí tuệ thì nó mới bắt đầu chúng ta mong muốn gieo. Còn vô điều kiện có nghĩa là làm cách nào chúng ta phát triển tình yêu thương trong quá trình chúng ta gieo hạt. Cái phương pháp mà hay sử dụng đó là hay đối chiếu với cuộc sống cá nhân của mình, với cuộc sống cá nhân của mình, xem là những khoảnh khắc nào trong cuộc đời của mình bắt đầu có được cái trải nghiệm về việc là gieo hạt vô điều kiện. Những gieo hạt vô điều kiện thì một trong số cái mà anh chị có thể hình dung liên tưởng đến trạng thái chúng ta gieo hạt vô điều kiện, đó là khi mà chúng ta yêu một ai đó, khi mà chúng ta yêu một ai đó, đặc biệt là chúng ta yêu đơn phương họ, khi mà hai người mà chưa say yes với nhau ấy, đây là một cái trạng thái vô điều kiện. Trạng thái vô điều kiện khi chúng ta yêu đơn phương một ai đó thì chúng ta thực sự chúng ta mong muốn cho người đó họ 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 vui vẻ, họ hạnh phúc, họ vui vẻ, họ hạnh phúc, và bất kỳ điều gì mà họ chỉ cần hơi khẽ cái một là mình sẵn sàng mình đáp ứng ngay, đâu có điều kiện đâu có gì, đúng không ạ? Về tài chính như mình có khả năng là mình sẽ đợi, mình sẽ đáp ứng vô điều kiện, cũng có đặt câu hỏi như thế, đúng không? Thế nên là mới xảy ra nhiều việc là em hơi muốn cái một là anh đã tặng ngay G63 với cả biệt thự với cả nhà xe với các thứ cái ở đấy, thì chẳng qua là vô tình là mình có đơn phương người ta, cho nên là mình mới vô điều kiện thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đấy là một cái ví dụ nó có thể thấy về về như thế nào là gieo hạt vô điều kiện khi mà chúng ta yêu một ai đó đơn phương. Một cái tình huống khác, một ví dụ khác chúng ta có thể hình dung về việc là gieo hạt vô điều kiện, đó là khi mà chúng ta yêu con của chúng ta, con cái của chúng ta, đúng không? Con cái chúng ta mong muốn gì chúng ta đâu có hại gì đâu, đâu tiếc gì đâu, thậm chí mình sẵn sàng hy sinh mà để mình giúp cho con cái của mình có được cái điều kiện tốt nhất, thì đó chính là cái yêu thương vô điều kiện. Một cái điều thứ ba nữa mà nếu như chúng ta có thể làm được, một cái tình huống trong cuộc sống thực tế là chúng ta có thể giúp chúng ta phát triển cái tình yêu thương của mình, đó là tình yêu thương với ba mẹ của mình, với ba mẹ của mình. Khi mà họ cần một điều gì đó thì chúng ta sẽ sẵn sàng cho nỗ lực chúng ta giúp họ, chúng ta sẵn sàng nỗ lực cho giúp họ. Cái này thì cũng không chắc lắm, bởi vì là không biết là mọi người có yêu thương ba mẹ mình nhiều không, nhưng với cá nhân Hồng thì mong muốn của ba mẹ là chính là cái nó giống như là gì nhỉ, nó chính là cái thứ mà mình sẽ cần phải hoàn thành, thế thôi, đơn giản. Ngày trước thì em có, bé thì em có, lớn hơn thì mình nhận ra rằng là mình cần phải giúp cho ba mẹ mình đạt được tâm nguyện của họ. Ba Hùng thì mất rồi, thì còn mẹ thôi. Còn mẹ thôi thì ba Hùng họ trước khi ba Hùng đi có để lại việc là mỗi một năm thì trừ Covid ta, trừ Covid thì không đi được, quán là mỗi một năm thì cũng sẽ đưa mẹ Hùng đi một vài lần, thực ra là nhiều hơn 2 lần, thì cứ dành cái một là ấy, mẹ ơi có tuần này rảnh không lại lên đường không, thì mình may mắn có đủ hạt giống để mình có giúp mẹ mình đến được nhiều nơi hơn, giúp mẹ Hùng đến được nhiều nơi hơn. Thì đấy là ba cái tình huống thực tế trong cuộc sống để mà chúng ta có thể nhận ra là như thế nào là tình yêu thương vô điều kiện, hay là gieo hạt vô điều kiện. Chúng ta cần phải gieo hạt với tình yêu thương thì lúc đó mới vô điều kiện được, còn nếu không yêu không thương thì đừng nói là chí với trả tuệ, người lạ thì làm gì có chuyện hiếu với trả thương. Không nói chuyện đấy đâu, không có cái đó đâu. Rồi đầu tiên là chúng ta công bằng, đúng không? Chúng ta đối xử công bằng. Yếu tố thứ hai để chúng ta phát triển tình yêu thương hay là gieo hạt giống vô điều kiện, đó là chúng ta có một cái góc nhìn, đó là chúng ta đối xử với mọi người như họ là mẹ của mình. Chúng ta thương mẹ mình như thế nào thì chúng ta hãy hãy đối xử với người khác như là họ là mẹ của mình. Và nếu chúng ta kết hợp với cái điều đầu tiên, đó là chúng ta coi tất cả mọi người khi chúng ta giao tiếp với họ, chúng ta hãy coi họ công bằng và họ giống như là mẹ của mình. Có nghĩa rằng là chúng ta coi tất cả mọi người giống như là cái cách mà chúng ta đối xử với mẹ của mình, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta phát triển tình yêu thương của mình. Nói thật với cả nhà, đôi khi mình tử tế người ngoài hơn với mẹ mình luôn đấy. Mình cũng hơi chưa công bằng lắm, hơi chưa công bằng lắm. Ví dụ đây cũng là một điều mà chúng ta cũng cần, cá nhân mình cũng cần phải chú ý nhiều hơn, là Hùng bà xã thì hay thích đi chơi, hay thích đi ăn, thế là có chỗ nào mới cái là lại lên đường thôi. Thế mình lúc nào mình cũng nghĩ là trước thì mình cũng không để ý, sau này mình bắt đầu mình nhận ra, mình bắt đầu để ý nếu như mình có cái gì đó mình nhận được, ví dụ mình biết một cái nhà hàng ăn ngon chẳng hạn, thì một trong số những cái điều mình nghĩ đến là mình sẽ đưa mẹ mình tới đó để bà được trải nghiệm những cái điều đó. Bởi vì khi mà ba ông còn sống thì không có cơ hội được đi nhiều, không có cơ hội đi nhiều, ba ông rất là bận, ba ông rất bận, không có cơ hội đi nhiều.
Cái điều thứ hai đó là chúng ta đối xử với người, mọi người công bằng với nhau và coi họ giống như mẹ của mình. Điều thứ ba để giúp chúng ta có thể phát triển được tình yêu thương của mình đó chính là sự tử tế. Sự tử tế, nếu chúng ta kết hợp ba điều này với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đối xử với mọi người một cách công bằng giống như là mẹ của mình và tử tế với họ. Tử tế với họ. Có cần phải định nghĩa cho mọi người tử tế là như nào không? À, mẹ mình là ai hả các anh chị? Mẹ mình là ai? Mẹ mình có phải là người chúng ta chịu ơn lớn nhất trong cuộc đời của mình không? Mẹ mình là người cho chúng ta cái thân xác này để chúng ta có thể học về hạt giống, để chúng ta có thể học về tình yêu thương. Vậy thì trong cuộc đời này chúng ta nên làm gì với mẹ của mình? À, mẹ là người ơn là đúng rồi chị. Mình người mình có ơn thì mình phải làm gì ạ? Mình sẽ làm gì với người mà mình chịu ơn? À, mình báo đáp cho họ. Mình báo đáp cho họ. Cái tinh thần là khi mà chúng ta báo đáp cho họ, giống như chúng ta nhận một điều gì đó rất lớn trong cuộc đời của mình và chúng ta muốn báo đáp lại cái người mà đã giúp đỡ chúng ta, thì đó chính là cái chìa khóa thứ tư. Đó là chúng ta đối xử với mọi người công bằng giống như là mẹ của mình, tử tế với họ giống như cách mà chúng ta báo đáp cho mẹ. Đúng không ạ? Báo hiếu cho ba mẹ của mình. Chúng ta không tiếc ba mẹ mình như thế nào thì chúng ta nên khi mà chúng ta gieo hạt cho đối xử với người khác theo cách như vậy. À, cái này chúng ta sẽ thấy rõ nhất khi mà chúng ta thấy một người nào đó họ họ tật nguyền, họ tàn tật. Đấy là hùng nhắc hùng này đang không có, đang hơi phân biệt đối xử. Hơi phân biệt đối xử rồi. Trẻ em là người người già, người có cuộc sống đầy đủ và những người thiếu thốn, chúng ta có nghĩ rằng họ nên có cái quyền hạnh phúc giống nhau hay không? Rồi có những người mà họ mắc sai lầm trong cuộc đời của mình như tù nhân chẳng hạn, hoặc là những người mà khi mà họ vừa mãn hạn tù xong, chúng ta có đối xử bình đẳng với họ hay không? Hay những người mà họ có bệnh chẳng hạn, chúng ta có đối xử bình đẳng với họ và chúng ta có nhận ra rằng họ cũng là người có nhu cầu hạnh phúc hay không? Thì đây cũng là một cái idea mà chúng ta cũng cần rèn luyện trong trái tim của mình để giúp chúng ta có một tình yêu thương tốt hơn khi chúng ta gieo hạt. Chìa khóa thứ sáu đó là khi mà chúng ta gieo hạt, khi mà chúng ta giúp đỡ người khác, việc nghĩ đến bản thân mình là một sai lầm lớn. Nghĩ đến bản thân mình trước đó là một sai lầm lớn. À, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta nghĩ rằng mình làm cái này mình được cái gì nhỉ? À, đó là một cái sai lầm đó này. Bởi vì chúng ta không hiểu rằng là mọi thứ trên thế giới này thì cũng giống như cây bút, đều đến từ những hạt giống trong tâm trí của chúng ta. Và cách duy nhất để chúng ta có được hạt giống đó là chìa khóa số 7. Đó là chúng ta chăm sóc cho người khác trước. Chúng ta mong muốn điều gì thì chúng ta chăm sóc cho người khác trước có được điều đó. Chúng ta mong muốn có được tiền bạc thì chúng ta hãy trao tiền bạc đến cho người khác trước, đến người cần trước, đến người thực cần trước, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn có được tình yêu thương thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ trao đi tình yêu thương trước, đúng không ạ? Thế nhiều khi trong câu chuyện tình yêu và khi mà hai anh chị về với nhau rồi bảo úi dồi ôi, em tưởng anh thế nào, không ngờ úi trời ơi. Rồi lúc đó mình phải đặt lại câu hỏi là mình có thực sự yêu thương người ta như là mình tưởng không? Bởi vì nếu mình yêu thương người ta không như là mình tưởng thì mình sẽ không ngờ rằng người ta nó thay đổi một sơn một vực. Ngày xưa anh yêu em bao nhiêu, anh tán tỉnh em bao nhiêu, đúng là đàn ông chỉ tốt khi yêu ấy. Câu cửa miệng các chị em không ạ? À, chìa số 7 là chăm sóc cho người khác trước. Chìa khóa số 8 đó là để chúng ta có thể phát triển được tình yêu thương và công bằng của mình với người khác, để chúng ta có thể hiểu được là ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Thì khi mà chúng ta nhận ra ai đó họ đang có vấn đề thì hãy hoán đổi mình với họ, hãy cố gắng trải nghiệm cuộc sống của họ, nỗi đau của họ, vấn đề của họ. Đó chính là chìa khóa số 8, hoán đổi bản thân mình với người khác, với người đối diện, với người mà họ đang khổ đau, hoặc với người mà chúng ta muốn giúp đỡ họ, với người mà chúng ta muốn gieo hạt cho họ, để thấu hiểu được tình huống họ đang gặp phải. Và khi chúng ta gieo hạt với cái cách như vậy thì sẽ rất tốt. Thế nên là nếu anh chị nào mà đang có gieo trên đường thực tế thì trước khi chúng ta gieo, nó hãy cố hình dung cái người mà họ có ở trong căn nhà lụp xụp thì nó như thế nào, ở một trong căn rột nát thì nó như nào. Nếu chúng ta gieo nhà, nếu chúng ta xây cầu, chúng ta thử hình dung xem là chúng ta bước chúng ta đi cầu khỉ qua sông thì nó như nào. Hay là nếu mà các anh chị lên vùng cao, thậm chí còn không có cầu qua sông luôn, không cầu qua sông luôn, nhưng mà lội suối qua sông thì như nào. Rồi chúng ta có gieo ngôi trường thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta phải học trong một cái ngôi trường mà cứ mưa cái một là nó đúng như là kiểu đầm lầy, kiểu kiểu chơi slam ở trong trường luôn, thì anh chị sẽ hình dung là cái sự khó khăn của nó như nào. Khi chúng ta gieo như vậy thì chúng ta chỉ muốn cho thêm thôi, chúng ta chỉ muốn có khả năng chúng ta giúp đỡ thêm họ, thì đó chính là cái cách để chúng ta có thể
mở rộng được tình yêu thương của mình, mở rộng trái tim của chúng ta. Chìa khóa số 9. Chìa khóa số 9 thì chúng ta, cái này chúng ta làm khá thường xuyên, đó là chúng ta hãy thực hành tình yêu thương, love, trao đi tình yêu thương. Thì đơn giản là chúng ta, nó cũng khá là giống với cái sự tử tế, đó là chúng ta giúp mang một cái điều tốt đẹp đến ai đó. Chúng ta mang điều tốt đẹp đến cho ai đó, đó là cái việc chúng ta thực hành tình yêu thương. Chìa khóa số 10. Để chúng ta có thể mở rộng được tình yêu thương của mình hay mở rộng cái trạng thái giao hàng vô điều kiện, đó là cái tinh thần của sự trách nhiệm. Khi chúng ta trách nhiệm với ai đó thì chúng ta sẽ muốn chăm sóc cho họ. Khi mà chúng ta có một đứa con, nó đồng nghĩa với việc là trách nhiệm rất lớn chúng ta dành cho nó. Trách nhiệm đó nó đẩy chúng ta qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Ví dụ như từ lúc có con là chưa, rất hiếm khi có một đêm nào ngủ liền mạch yên giấc anh chị ạ. Nửa đêm nó kiểu trẻ con ngủ động không? Mình lại dạy xem là con có ổn không? Và chính cái trách nhiệm đó là chính là cái tình yêu thương của chúng ta dành cho đứa con của mình. Chúng ta có thể rất mệt, chúng ta có thể rất mỏi, nhưng khi mà con chúng ta cần đến chúng ta sẵn sàng để giúp con của mình cho dù trạng thái của chúng ta như thế nào, đó chính là tinh thần trách nhiệm. Chúng ta yêu một ai đó chúng ta phải có cái tinh thần một cách nữa. Chứ còn nó với mình không liên quan đến nhau thì lướt lượn đi cho nước nó trong. Phải không? Tinh thần trách nhiệm nha, chúng ta có trách nhiệm nha. Và nếu chúng ta quay trở lại với kết nối những điều trên, đó là nếu chúng ta có tất cả mọi người giống như mẹ của mình thì chúng ta có trách nhiệm với tất cả mọi người. Và tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng giống nhau. Chúng ta có trách nhiệm giống nhau với tất cả mọi người. Đúng không ạ? Chìa khóa số 10 và chìa khóa cuối cùng. Nhường lại cho các anh chị. Nhường lại cho anh chị. Đây là bài học số 1 trong Lam Rim số 44. Anh chị nào muốn có chìa khóa số 11 thì lên Lam Rim học.